Dạ, Dạ, chào chào cậu cậu hai. hai. Dạ, chào cậu hai. Ừ. Chào cậu hai. Dạ, chào bác. Dạ, con chào bác. À, cậu hai mới qua chơi. Dạ, hôm nay con tới có một ít quà biếu cho hai bác à. Ôi, Dạ, con mời bác. cậu tới thăm nhà là quý rồi, quà cáp làm chi không biết nữa. Dạ, con mong hai bác nhận giùm con, tại vì con muốn cảm ơn Lai hôm trước đã cứu con té sông à. Không, người cậu cần cảm ơn là anh hai giỏi, chứ không phải tôi. Tôi đâu có cứu cậu đâu. Nhưng mà tôi cũng phải cảm ơn Lai chứ. Dạ, con biết bác. Má. À, cậu hai đã nói vậy rồi thì cậu nhận đi, cậu ngồi đi. Dạ, uống nước đi cậu. Dạ. Mời cậu uống nước. Dạ. Dạ, con mời bác. Lai. Dạ. Thôi em về bán nha. Ừ. Cá thôi. Chủ quán đâu? Dạ anh. Lại đây. Bữa nay mồi rất ngon, rượu rất ngon, mà nhìn em gái cũng ngon. Thôi à, cho anh Bình nữa đi. Dạ. Mà ghi sổ ha. Sao ghi hoài vậy? Thì có ghi mới có trả, mai mốt trả hết. Lần cuối thôi nha. Rồi tính sao? Con cũng không biết. Con Lại nó có cái gì hay mà cậu hay chán chết mê chết mệt nó vậy cả. Trời ơi, đàn ông mà con. Lúc đầu thì thích những đứa con gái mà ngây thơ hiền lành kiểu như con Lại đó. Nhưng quen một thời gian rồi cũng bị chán à. Bây giờ con phải làm sao mà tiếp cận và phải chinh phục cậu hai chánh biết không. Mà mày cũng đừng có nóng quá. Cái gì cũng phải từ từ, chứ không thôi là hư bộ hư đường. Dạ con biết rồi. À mà ba Biện thích con lắm á. Ừ, thích là phải rồi, con nghĩ đi. Bởi vì con là một đứa con gái xinh đẹp, gia thế lại giàu có nữa. Trời ơi, có đứa con dâu như con mừng chết được á. Nè, cậu hai chánh á, mà có cứng đầu cỡ nào cũng không qua được bà ba Biện này đâu. Con biết sao không? Áo mặc sao qua khỏi đầu, đúng không? Dạ, đúng rồi má. Oh, chào cô hai. Chào bà Chính. Xin lỗi, tôi không phải bà Chính. Bà Tám. Xin lỗi, tôi không phải bà Tám, kêu đâu mà chết quốc vậy, bà Bảy. Chào bà Sáu. Cô hai dạo này có việc gì cho tôi làm chưa, chứ tôi hứng quá rồi. Nè, nói năng gì mà kỳ cục vậy, hứng là hứng cái gì? Là ý là đang ở không, đang là cần có việc để làm đó. Trời ơi, tôi đã nói rồi mà, nếu mà có chuyện gì á, tôi sẽ nói em làm liền. Làm gì mà nóng vội quá vậy? Vậy hả? Nè, con với cậu có chuyện gì vậy? À, thôi, con kể cho má nghe. Mai mốt kêu tên đúng nha, bà Bảy nha. Mình tặng cái này được. Rượu ngoại đắt tiền, chắc là tía má Lại sẽ nhận cho mình thôi. Đòi gì mà lâu tới quá, chờ hoài không thấy gì hết. Ừ, bữa nay sao lâu vậy không biết nữa.
Nóng quá. Trời ơi, trời nắng quá vậy ta. Thôi đi lè lè không ơi. Sợ luôn nha. Từ từ, ghe chưa tới mà. Sao trễ vậy chị Tư? Hôm nay mà nhiều việc quá đó mà. Ê mấy bà, cậu hãy tránh kìa. Ngồi đây đi. Rồi. Thấy không, cậu hãy tránh đó. Đi đâu vậy ta? Bây giờ cậu ấy qua nhà ông Ba Vàng thăm con Lại đó. Mà không biết cậu Hai Chánh đi đâu về này ha. Mai mốt á, con Lại mà nó được làm dâu nhà của ông Ba Biển á, trời ơi, ông bà Ba Vàng được hưởng phước con gái, sướng gì đâu luôn á. Mà ta nói nhà của bà Ba Vàng á, bà có phước, có con gái đẹp, mà còn làm dâu nhà giàu nữa, thiệt cũng đỡ mà nó mặt với người ta. Nhưng tôi nghe nói con Lại đang qua lại với ông thầy ở Gánh Hát, giờ lại cặp với cậu Hai Chánh. Vậy là nó bắt cá hai tay phải không? Thiệt không vậy? Coi bộ con này lù đù mà dắt cái lu chạy đó bà con. Sắp có chuyện hay đi coi rồi. Ê, tới rồi kìa. Thôi đi. Đi, trời nắng quá à. Thôi mấy chị em phụ nữ rồi lên trước đi. Tụi tôi đàn ông đi sau cũng được. Rồi cẩn thận nha. Rồi cẩn thận nha má ơi. Cẩn thận ha. Giờ về không biết kịp nấu cơm cho mấy đứa nhỏ không nữa. Bà lo gì? Con Hai nhà bà nó giỏi chứ mồ. Chị Sáu ngồi kế tôi nè. Mọi người cẩn thận nha. Rồi biết rồi. Từ từ thôi. Chờ tao, mày chạy vậy đó hả? Mày phải chờ tao chứ. Xin lỗi cô. Thôi quá ta. Mình đợi chuyến ghe sau đi bà con. Rồi đi đi. Dạ ông ơi, ông ơi. Dạ thưa ông, có khách đến. Mời vào. Dạ. Vũ ơi. Dạ. Vô bẩm với bà, nói có khách quý tới. Dạ. Dạ con mời hay không? Dạ. Mời. Dạ con mời ông ngồi. Dạ mời uống trà. Ôi trời đất ơi. Sao mà lâu quá rồi mọi người không đến đây chơi. Hôm nay đến vậy là quý lắm rồi. Ông nè, tại sao ông nói cho tôi biết để tôi còn chuẩn bị nữa chứ. Thì bây giờ chuẩn bị cũng vừa rồi. Vô lấy chai rượu quý á, đem ra đây cho tôi. Để đâu? Tôi để trong tủ chứ đâu. Dạ, mọi người chờ chút xíu nha. Để tôi vô lấy liền. Dạ. Thế bà này. Rượu ngon lắm. Rượu Tây. Dạ. Ông à, ở đâu vậy? Trời ơi, cũng hỏi nữa, thường thường tôi để rượu ở đâu? Ở trong tủ chứ ở đâu? Nè, không thấy, sao kỳ vậy? Cái gì? Bà nói gì mà lạ vậy? Tôi tìm chính rồi. Chính tay tôi để mà sao không có? Sao kỳ vậy? Bà coi kỹ lại coi. Thôi được rồi, để tôi hỏi mấy đứa nhỏ coi. Nè mấy đứa. Rượu ngon lắm. Mấy đứa đâu hết rồi hả? Kêu hết lên đây đi, nhanh lên. Dạ dạ. Nè, dạ. Ra đây. Dạ. Nè, tụi bay có đứa nào tớt chai rượu của ông hay không? Dạ không. Dạ không. Thiệt không đó? Dạ thiệt. Nè, đứa nào lỡ lấy cái chai rượu đó thì khai ra nha, chứ không là chết với bà nha. Dạ không có đâu bà ơi, tụi con không có dám đâu. Cái gì? Dạ thưa bà, từ sáng giờ tôi ở đây tôi đâu thấy ai vô đâu bà. Đâu chẳng lẽ chờ nó vô nó lấy chai rượu hay sao hả? Đứa nào lấy? Dạ con nhớ rồi, hồi lúc sáng cậu Hai về một hồi rồi cầm chai rượu đi ra ngoài rồi ạ. Cái gì? Ông xin lỗi. Nè, đi kêu cậu Hai về đây, nhanh lên. Dạ. Nè Tí. Dạ. Đi ra lấy chai rượu khác vô đây. Dạ. Đi xuống chuẩn bị đi. Dạ. Dạ. Dạ mời hai ngài. Dạ. Má ơi, con đói bụng quá à. Đợi má chút nha, để má bắt cá lóc về nấu cháo cho tụi con ăn nha. Dạ. Con dỗ em đi con. Con dỗ hoài mà em có chịu.
đính đâu má. Chắc em lấy bụng thiệt rồi đó má. Dở đẻ sau này sướng nha. Con mới lớn mà đã biết phụ mẹ như vậy rồi, sướng vậy còn muốn gì nữa. Trời ơi, tội nghiệp con nhỏ. Mới bị lớn mà phải coi em rồi, tội ghê á. Cũng may có nó phụ mấy chuyện lặt vặt cho tôi á. Tôi mà không có nó, tôi không biết sao nữa. Bởi vậy, tội nghiệp. Dở em đi con. Dạ. Nín đi, nín đi nha cưng. Để má về rồi má nấu cháo có lóc cho mình ăn ha. Nhưng mà em đói quá. Em đợi chút đi, để má bắt được con cá lóc đã. Thím ơi. Hả? Thím bắt được bao nhiêu cá rồi? Cũng được chừng đây rồi. Dạ, vậy thôi. Thím đưa đây. Cái gì vậy? Con bắt được nhiều lắm. Thím lấy về rồi nấu cháo cho hai em ăn đi. Ủa, còn con sao? Trời ơi, con bắt được nhiều lắm, thím đừng có lo. Trời ơi. Ơi, ê. Hai đứa, quay lại má nói nè. Má ơi, con đói quá à. Ráng chút đi con. Dạ. Về tới nhà đi rồi má nấu cháo cá lóc cho hai đứa ăn ha. Quay không. Dạ, thưa bác ba. Ừ. Dạ, con chào bác ba. Ủa, hai cậu làm gì đây? Hả? Dạ, con có hai con cá, con biếu hai bác với em lại ăn. Trời ơi, phiền cậu quá. Dạ bác chỉ giùm con. À. Tưởng gì có mấy con cá lóc nhỏ xíu xíu. Kệ tôi, mắc mớ gì tới anh Mạnh Xí vô. Tại tôi thấy kỳ thôi, tôi mới nói, hiểu không? Dạ thưa bác, con có chai rượu ngoại tặng cho bác ba. Ôi trời ơi, có rượu nữa hả? Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Thôi được rồi. Lần sau tới chơi, đi không được rồi, khỏi mua gì. Đó, rồi. Dạ cá tươi mà bác ba. Cá còn sống, nhảy bác lên con đi. Chút xíu bác quý mồi thấy không? Lát bác lại. Dạ. bây giờ người có rượu, người có mồi, vậy bây giờ bác mới gì mình không làm phải không? Nhậu bữa nghe. Dạ. Rồi bây giờ lại à. Lại. Dạ. Ra đây con. Nè, đếm cá làm sao? Nướng đi con. Dạ. Trong lúc chờ đợi con lại nó nướng cá. Bây giờ mình làm mỗi người vài chén chứ được không? Dạ. 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 Mời bác ba khui rượu. Khui sao đây? Dạ, rượu nhập đúng bác ba. Uống chén đi. Dạ, dạ. Cảm ơn. Ủa, có chung hả con? Thôi, dạ. Có rồi. Rồi. Này để tôi. Rượu ngoại đó, uống thử đi. Dạ, con mời bác. Rồi, mời. Dạ, con mời bác. Mời. Trời ơi, cái rượu gì mà lạc nhách lạc nheo à. Trời, cái này mà gọi là rượu cái gì? Thua rượu ở xứ mình xa. Mấy cái rượu này á, chỉ có người nhà giàu, quan lại mới uống thôi, biết chưa? Tôi thấy sao tôi nói vậy thôi à. Cái này mà rượu gì? Thua rượu gạo ở xứ mình nữa, đúng bác ba? Bác ba thấy sao? Có lẽ là do mỗi người mỗi nơi mỗi sở thích của mỗi người thôi, nhưng cũng khó nói được lắm. Đúng là rượu gạo á, rượu nếp của mình á nó có nặng hơn, nhưng mà rượu này cũng ngon. Đó, thấy chưa? Thôi mọi người ăn đi cho nóng. Dạ chào bác. Dạ. Đây mời mọi người. Dạ. Ăn đi con. Cho tôi qua. Dạ, cô mời bác. Cảm ơn con. Dạ. Trời ơi, cá công nhận thơm quá trời luôn á. Thơm quá đúng không lại? Cá thơm á là do người chế biến thôi, chứ không phải do người mua hay tặng. Dạ, này là má em làm á. Vậy hả?
Thôi được rồi, mọi người dùng đi, dùng tự nhiên nha. Dạ. Dạ, con mời bác ba. Dạ, con mời bác ba. Rồi, rồi, rồi. Dạ, con mời bác ba gái. À, cảm ơn con. Ăn luôn lại. Đây, ăn đi con. Dạ, con cảm ơn bác ba. Thơm quá. Mén ơi, cháo chín rồi nè, con ra múc cháo cho em ăn đi con. Cháo ngon lắm nè, ra múc cho em ăn nè Mén. Mén. Mén ơi. Út à. Út ơi. Mén ơi. Mén ơi Mén. Út ơi. Mén ơi Mén. Thùm quá. À, mồi mới. Mồi mới à tụi ơi, mồi mới. Tư là tư phú tư bảo kim sắp phán lên. Đây đây. Mồi mới đây. Gì dấu kẹt. Mồi bén luôn, nóng hổi luôn. Ngon quá. Anh em mình ăn xong chiến đấu tiếp. Mồi mới hả? Hai đứa đi đâu á mà để má kiếm quá chừng hả? Má, hôm nay ăn cháo với gì vậy má? Cháo cá lóc ngon lắm con. Để má múc cho. Dạ. Ngồi đi nè. Ủa, chuyện gì vậy má? Sao kỳ vậy ta? À, hay bố là nãy còn thấy mà. Nó quên để nắp cái xong chó lên ăn rồi. Không có con chó nào mà nó lên đây ăn được hết trơn á. Trời ơi ông Út ơi, có cái nồi cháo nấu cho tụi con ăn à, mà cũng đem đi nhậu nữa là sao? Thôi má ơi, tụi con ăn rau được rồi. Út, em ăn rau luôn nha. Dạ. Má đừng có lo mà, tụi con không ăn cháo không sao đâu má. Ông Út ơi, em ăn đi. Chịu về rồi đó hả? Dạ thưa cha má, con mới về. Nè. Dạ. Má muốn nói chuyện với con. Có chuyện gì hả má? Trời đất ơi, đó ông thấy không? Mùi rượu không vậy đó hả? Con đứng không nổi nữa kìa. Sao vậy? Dạ con, con có nhậu chút đỉnh với bạn bè. Biết rồi. Mà nhậu cái chai rượu của cha đó phải không? Dạ sao má biết? Sao không biết? Con lấy chai rượu của cha ở trong tủ kìa phải không? Dạ. Đó thấy chưa? Con à, nếu con có lấy á thì nói với cha má một tiếng chứ. Đằng này con làm vậy thiệt. Thiệt á? Hồi nãy á con có tưởng tượng á là cha với má muốn độn thổ xuống đất hay không hả? Là mất mặt với khách khứa người ta tới đây nè. Ôi. Mà đã vậy á, kêu vậy cũng không bà về nữa làm sao? Thật tình con xin lỗi. Con không có biết là cha mời khách. Phải rồi. Con sao biết được? Ngu muội quá sao biết được? Nè, tôi nói vậy ông đúng hay sao? Ông lúc nào cũng vậy á, lúc nào cũng binh giật con. Biết rồi nó hư đó. Nó sai kìa. Nó sai thì sao? Để cho nó nghĩ. Nói chi vậy? Vô ngủ đi con. Dạ con xin phép cha má. Coi chừng đó. Ông đó nha, tại sao lúc tôi dạy con ông cứ xí xí vô vậy? Thì nó sai rồi kìa. Bà cứ mắng nó, lúc khác dạy nó.
uống miếng nước đây. Cậu Hai Chánh á, con nhà giàu vậy á, bà coi bộ không có kiêu căng như mấy người khác ông ha. Ừ, cậu bộ cũng lễ phép lắm. Tôi thấy coi bộ à, cậu cũng ưng con Lài nhà mình rồi đó. Con Lài nhà mình á, mà được làm dâu của nhà đó thì đỡ chân lắm tay bùn. Hay là để tôi nói vô nghe. Chưa có gì đâu, đừng có vội vàng. Biết người ta có ưng con gái mình hay không mà nói. Người ta nhà giàu, người ta muốn làm xui á, người ta phải lựa gia đình nằm bốn đang khổ đói. Chứ còn nhà mình đây, bà biết không, chuyện vợ chồng là chuyện nợ duyên. Đã không có duyên rồi thôi, ép cũng không thành đâu. Cái chuyện tụi nhỏ, để tụi nhỏ nó quyết định, đừng có chen vào. Thôi tôi ra ruộng chút đây. Ừ, tôi cũng đi ra chợ một chút. Được ơi. Dạ. Ra má biểu nè. Dạ, gì vậy má? Coi nhà, rồi lát chị Lại về á, nói nấu cơm cho má nghe không? Má đi chợ đó. Dạ. Cô Lại, cô Lại, cô Lại ơi, cô Lại. Ê nhóc, cô Lại ở nhà không mày? Chị không có nhà, kiếm chị gì gì hả? Cậu Hai Chánh á, kêu tao qua nhắn với cô Lại là chiều ở nhà. Có cậu qua đưa đi chơi. Lại cái thằng cha khó ưa này, mình phải cho chả leo cây mới được. Được rồi, vậy đi, chúng nói cho. Vậy nghe. Ừ. Nhớ nhắn nghe nhóc. Nhớ rồi. Coi chừng quên à. Nhóc hoài. Coi chừng quên á. Tao đi à. Nhóc hả mày? Cho leo cây chết luôn nè. Không có nhắn đâu hen. Được. Gì vậy? Gì mà cứ ngồi lèm bèm vậy? Ủa Hai. Hả? Hồi nãy Hai gặp ai không? Gặp ai là ai? Không gặp. Ờ thôi không gặp thì thôi. À, máy nhắn Hai á là vô nấu cơm á. Ờ. Mà khoan Hai. Gì nữa? Còn chuyện quan trọng này nữa. Anh Hai giỏi á, nhắn Hai là ra chỗ cũ gặp ảnh. Nhắn Hai hả? Hả? Ừ. Mà ảnh có nói gặp có chuyện gì không? Ai biết. Rồi, biết rồi, cảm ơn nha. Dễ thương quá. Ừ. Thấy gớm không? Ừ. Ôi cuối sân mộng mơ, dương dương tháng năm mong chờ. Hai duyên trao lời ngài anh dịu đôi thanh hôn. Tin đưa xuyên sao tâm hồn buồn dạt dào nhớ thương bao giờ. Em chờ, em chờ mong trâu đứa tới pháo hoa râu đồng mừng cô dâu trẻ du quê giáng sinh sánh vai bên chồng làm phấn hồng điểm cô mặt trên tương lai có nhau trong đời lòng gọi mời gặp mây trời. Ôi, hay quá đi. À, bây giờ chuẩn bị nè ha. À, hát lại lần nữa nghe con. Dạ. À, thầy thầy. Hả? À, thầy cho phép con đi vệ sinh chút xíu nha thầy. Con đã bụng quá. Ủa cái thằng. Dạ thầy. Coi tự nhiên cái bẻ chỉ ơ bay. Con đau quá. Ừ thôi đi lẹ đi. Dạ dạ con xin phép thầy. Cầm giùm anh. Cái thằng thiệt tình nó làm. Thôi con thôi nghĩ sao hơi uống miếng nước đi Loan. Thôi con nghỉ ngơi rồi, uống miếng nước đây rồi lát ra rồi mình vợt tiếp. Được. Ủa
Kêu anh ra đây có chuyện gì vậy? Dạ chị hai em á hẹn anh chiều nay ra gặp ở chỗ cũ. Thiệt không? Anh biết rồi, cảm ơn nhóc nhiều nha. Ta lớn rồi mà cứ nhóc nhóc hoài à. Mà anh có ra không? Để em về em báo chị hai em. Ra chứ. Dạ vậy để em về em báo chị nha. Ừ. Được ơi, có chị lại ở nhà không? Dạ không, chị lại chỉ đang ngoài bờ sông á. Nếu anh muốn tìm thì anh ra ngoài anh tìm đi. Đã nói chờ ở nhà mình qua rước rồi mà. Không ai ở đây đi. Để tôi ra ngoài tôi kêu chị về cho. Thôi được rồi. Được rồi, để anh chạy ra đó. Anh đi nha. Ghét. Lại. Anh hẹn em ra đây có chuyện gì không? Ủa, sao thằng Đực nó nói là lại hẹn anh ở chỗ cũ mà. Nó cũng nói với em là anh muốn gặp em ở bờ sông. Ra là cái cuộc gặp này là do nó sắp xếp. Cái thằng này lanh này, lát về em cho nó một trận mới được. Thôi, lại đừng có giận thằng Đực. Nó cũng muốn gắn kết anh với lại thôi mà. Cô Lai, cậu hai. Vậy là sao? Cô có hẹn với tôi mà, sao cô lại ở đây? Ủa, tôi hẹn với cậu hả? Hồi nào? Bữa sáng nay tôi có cho người qua nhà lại mà lại không có ở nhà. Người làm của tôi có nhắn lại với thằng Đực mà. Cái thằng này thiệt tình. Lại. Lại đi đâu vậy? Dạ tôi đi kiếm thằng Đực. Ủa mà cậu đi đâu vậy? Tôi đi lang thang thôi. Chuyện hôm qua tôi xin lỗi nha. Tại thằng em tôi không nói nên tôi không biết. Không sao, tôi không có nhận lại đâu. Chỉ có điều là tôi hơi bất ngờ về lại và cái tên tên ấy. À không, cái tên thầy Đờn ở ngoài ngoại. Tôi phải đi kiếm thằng Đờn rồi, tôi xin phép về trước nha. Đi. Dạ. Về đây. Về bà ba ê, đây. Ê, tôi nói bà nghe nè. Gì vậy? Chuyện con Lài á, con gái của ông bà vàng á, bà biết không? Nó ghê gớm lắm. Ê, chuyện gì vậy? Qua đây nghe nè. Chuyện gì vậy? Con Lài con gái của ông bà vàng á, nó ghê gớm lắm. Nó làm sao? Ghê gì bà? Nó ghê gớm lắm luôn á. Trời ơi, tôi nhìn thấy nó hiền khô mà. Trời ơi, em thấy chị hả đi cùng một lúc với hai người đàn ông luôn, không ghê gớm là cái gì? Thiệt hả? Chứ là sao? Trời ơi, hồi lúc trước á nó quen cái ông thầy Đờn ở bên cánh hát á, còn bây giờ hả nó quen với cậu Hai Chánh ở bên nhà bà Biện Tôn nữa đó. Thiệt không? Trời thiệt ơi. Con nhỏ này nó ghê lắm. Trời ghê quá. Gì chỉ vậy? Thôi kể đi bời, đi về bời. Hả, bác nói hay sao? Anh Hai Chánh được cưới con Lại á hả? Con làm gì mà như nhà trái vậy con? Thì đó, bác mới nói với con chứ còn gì nữa. Con sao vậy? Dạ con xin lỗi bác. Rồi bác có đồng ý với ảnh không? Rồi cuối cùng như thế nào hả bác? Bác làm con hết hồn à. Quên mất, con có việc phải đi với má con rồi. Bây giờ con về, bữa sau con qua nói chuyện với bác nghe. Con về. Thưa bác con đi. Đi nè, đi chúng Năm ơi.
từ được đi, phải từ từ chứ trời coi. Để coi, hai chánh có đời cưới mày nữa không? Ê lại. Nhờ cô đưa về cái cây này cho thầy hai giỏi. Sao lại nhờ tôi? Thật ra giờ trái cây này không phải của tôi, mà làm của bà chủ vườn á, hâm mộ thầy Đờn, cho nên nhờ tôi đưa giùm. Sẵn tiện thấy cô, cho nên nhờ cô đưa tới đó giùm. Tại chút nữa tôi đi công chuyện rồi, không có đi ngang qua đó được. Đi đi. Dạ. Ủa con chào bác. Ờ ngồi đi con. Hôm nay qua có chuyện gì không? Bác ơi, con nghe nói là bên kia sông á có một cái chậu cảnh lạ lắm, cứ mỗi một canh giờ á là nó đổi một cái màu mới, thiệt đẹp lắm luôn á. Thiệt hả? Dạ con nói thiệt mà. Con qua đây rủ bác qua bên đó coi nè. Đi liền bây giờ đó hả? Dạ tất nhiên rồi. Tại vì sớm mơi á, người ta đem cái cây đó lên tặng cho cái quan gì đó mà con không có biết. Bây giờ mà mình không đi coi á thì uổng lắm. Người ta ở xa, người ta cũng lại đây coi nữa. Bác cháu mình đi coi đi. Vậy đó hả? Nghe con nói mà bác cũng nôn quá trời quá đất luôn à. Thôi được rồi, chờ bác chút xíu để bác vô bác thay đồ nha. Dạ. Chờ bác chút xíu nha. Anh hai giỏi. Lại, em mới tới hả? Dạ. Sao biết anh ở đây vậy? Anh đi đâu mà em không biết chứ. Xạo quá cô nương ơi. Của anh nè. Em mua cho anh hả? Không, không phải của em. Chị của ai? Thì của bà chủ vườn á, hâm mộ anh nên giờ em đưa cho anh. Em đem một nửa về nhà ăn đi, chứ anh ăn sao hết được. Nè em cầm lấy chia làm hai đi, anh một nửa em một nửa. Thôi anh em về á chia cho mấy anh em tôi bàn ăn đi. Tuân lệnh tiểu thư. Nếu không đem về thì em cầm cái này ăn đi. Nè cầm đi. Nó làm cái gì vậy? Thôi đi về đi. Đi về. Ủa bác, mình không có cái cảnh lạ nữa hả? Không có coi không ngắm gì ráo trời hết đó. Đi về. Chè đây. Tám. Rảnh hôn ra nói này nghe nè. Dạ gì vậy cô? Chuyện bí mật mà nói gì lớn. Nghe nói hả, con lại con ba vàng đang lẳng lơ lắm á mày biết không? Vậy hả? Con lại con ba vàng lẳng lơ vậy đó hả? Trời đất ơi. Trời đất ơi, cái chuyện này là tôi chỉ nghe người ta đồn vậy thôi, bán tính bán nghi mà la lớn quá. Tụi không phải tội nghiệp con nhỏ không? Mà tôi chỉ nói cho bạn nghe thôi hà. Trời ơi mà tôi còn nghe nói nha, nó lẳng lơ ghê lắm. Nó cặp một lúc á, hai ba thằng đàn ông. Bữa nay á thì thầy Đờn hai giỏi, bữa kia thì cặp kè với cậu hai chánh. Trời ơi, thứ con gái mà lẳng lơ rắc nết, ai mà chịu nổi không biết nữa. Tôi mà có con như vậy là thôi, tôi cắn người tôi tự giận. Mấy người nói bậy bạ gì đó. Nói gì đâu, thì tôi nói thầy hai. Tôi biết dù không lăng mà người khác là tội ngồi tù không hả? Tôi chưa có đi chợ, giờ tôi đi nha. Chà, con người thấy người yêu của mình bị người khác bàn tán như vậy thì tức giận. Con người thấy người yêu mình tức giận thì vuốt kia. Đúng là một cặp trời ban cho.
Cô Thanh Loan ơi, cô để tâm tới mấy thằng ngu si đó làm cái gì? Mấy thằng ngu á, nó bị con lài lẳng lơ nó cua là đúng rồi. Mày nói cái gì mày? Thôi đi anh Hai, kể người ta đi. Anh bình tĩnh đi. Chà, ta nói là làm đồ không có sai nha. Có chuyện gì vậy? Dạ, dạ chào cậu Hai. Qua kia đi. Dạ chào cô Lan. Cậu Hai với cô Lan đi chợ chung với nhau vui ha. Em mình qua bên kia ngủ nước đi. Tôi có việc phải đi rồi. Thôi đi cho nội, lo buôn bán đi, nhiều chuyện làm gì đó. Thì tôi nói vậy thôi. Chè đây, ai chè không? Thiệt tình á. Bà sao vậy? Còn sao nữa? Đang bực mình chứ sao? Bà bực mình ai? Còn ai nữa, ngoài thằng con của mình ra. Tôi còn bực mình với ai được nữa? Ý bà muốn nói chuyện gì mới được chứ? Thiệt á, tôi nói thiệt với ông nha. Trăm tai nghe không bằng mắt thấy á. Trời, đúng là cái thứ vô giáo dục hết sức à. Ừ, bà nói ai vô giáo dục? Còn ai nữa, con lài đó. Nó sao? Nó làm gì mà bà chửi nó nặng dữ vậy? Đây nè, chính mắt tôi mới vừa thấy nó xong. Tôi với con Tuyết á, là tính qua bên bờ bên kia để mà đi dạo. Vừa tới ngay bến sông á, là thấy con lài đi với cái thằng thầy đờn á. Đó, hai đứa giữa thanh thiên bạch nhật vậy đó. Vậy mà tụi nó rất là tình cảm với nhau. Vậy á, mà thằng con của mình không hiểu sao muốn cưới nó, tôi không hiểu luôn á. Tôi chờ má, con mới về. Nè con, má nói rồi đó, từ nay trở đi không được qua lại với con lài nữa, nghe không? Tại sao vậy má? Còn tại sao gì nữa? Nó một mặt nó hẹn với con, mà một mặt nó lại hẹn với cái thằng thầy đờn ở trong gánh hát kia kìa. Ai nói với má vậy? Còn ai? Chính mắt má thấy đây nè, chính mắt má thấy đây nè. Mà con nữa, má không hiểu tại sao nữa nha. Con Tuyết á, nó tốt, mà nó cũng dễ thương nữa. Nó thương yêu con như vậy á, mà gia đình nó cũng ôm đang hộ đó, sao con không chịu vậy hả? Con đi về phòng trước đi. Má chưa nói hết mà. Ông. Ừ. Trời, ông thấy không, tôi nói bây giờ nó coi như là chuyện không vậy đó à. Ông làm gì vậy? Ông có nghe tôi nói không? Để tôi tính sổ coi sao chứ bà làm tôi rối hết trơn à. Trời, riết cái nhà này tôi không còn tiếng nói nào hết à. Lại, lại. Hả? Đừng giúp nhích. Đừng giúp nhích nha. Cô Hai, cô làm gì vậy? Cô Hai. Sao đánh? Chị mày bỏ cái áo chân qua. Mày lấy cái quỳ gì chửi tao? Thành đơn kia. Mình đi. Trời đất ơi, Chánh, con sao vậy hả? Con bị cái gì vậy? Ai làm gì con hả? Trời ơi, sao mà chảy máu vậy nè? Ông ơi, đi ra con mình nè. Sao vậy, nói cho má biết đi, có chuyện nè, gì hả? Cái gì vậy? Con không sao, sợ y tế thôi. Té cái gì mà té, cái kiểu này là bị người ta quýnh phải không? Nói cho má biết đi, đứa nào quýnh con hả? Con không sao. Con, nè, trời ơi con ơi. Thôi, bà đừng có lo quá. Làm cái gì vậy? Thanh niên mà,
chọi qua chọi lại. Ừ, chuyện bình thường thôi mà đừng có lo quá. Ông nói sao vậy hả? Nó là con tôi mà, tôi đẻ ra nó mà. Bây giờ ông nói tôi không lo làm sao mà được. Ý tôi nói á là nó về đây á, như vậy là mình yên rồi. Bà ơi, nó lớn rồi, bà đừng có quản lý nó chặt chẽ quá. Để cho nó va chạm với đời, nó có kinh nghiệm sống. Sau này sẽ tốt cho nó. Ông đó nha, ông không có mang nặng đẻ đau, cho nên là ông không có xót con. Chứ đối với tôi á, nó là con vàng con bạc của tôi đó. Bây giờ nó có mệnh hệ nào cho tôi chết quá à. Tôi biết mà. Bà nè, tội nghiệp. Chắc lúc đó tụi nó quýnh lộn với nhau dữ lắm hả? Ê, rồi còn con Lài sao mày? Con nói mới nghe, hai thằng đó hả, quýnh nhau y xèo luôn. Ừ. Con Lài nó có quýnh đâu mà sao với Trăng. Mày ngu quá à. Ý má hỏi á, lúc đó nó đối xử với con Lài sao, có giận dữ lắm không? Thì hai cái thằng đó hả, mặt lúc nào cũng hậm hực hết trơn á, không thèm nhìn nó luôn. Vậy hả? Công nhận con hay thiệt nha. Một mũi tên rồi bắn đúng hai con vàng luôn. Nhưng mà sao mày cài tụi nó tới cùng một lượt vậy? Ông trời thương con. Hôm bữa hả, con nghe thằng Hai Giỏi nói với thằng Đực, hẹn chị của nó tới chỗ hẹn. Sẵn đó con mới kêu người tới nhà của Hai Chánh. Ừ. Con mới nói là con Lại đang bù khú ở ngoài bờ sông. Ừ. Cây thằng Hai Chánh nó ngàn vậy, tới liền luôn má. Tiếc ơi, con giỏi quá Tiếc ơi. Nhưng đây cũng chỉ mới là khởi đầu thôi má. Nếu nó mà còn hả lén phén tới Hai Chánh nữa thì nó không có yên với con đâu. Con yên tâm đi, má con mình nó còn nhiều chiêu độc lắm mà. Chắc chắn cái thằng Hai Chánh trước sau gì cũng thuộc về má thôi à. Hả? À, thuộc về mày, chồng mày để tao, mày làm nó ghê quá à.